kết quả Man City 3-1 Manchester United, ngày thăng hoa của Foden. Manchester United thua ngược Man City dù dẫn bàn từ sớm. Ở trận cầu tâm điểm vòng 27 Premier League 2023-24, Manchester United dù dẫn Man City ngay phút thứ 8 song rốt cuộc vẫn thua ngược đối thủ 1-3, trong đó ngôi sao trẻ Phil Foden rực sáng với cú đúp bàn thắng. Man City, Foden 56-80, Haaland 91. Manchester United, Rashford 8. Bước vào trận derby Manchester, Man City ra sân với sơ đồ 4-2-3-1. Lĩnh xướng hàng công như thường lệ là Erling Haaland. Hỗ trợ cho tiền đạo người Na Uy là bộ ba Jeremy Doku, Kevin De Bruyne và Phil Foden. Cặp tiền vệ trung tâm của Man City là Bernardo Silva, Rodri. Trong khi đó, Manchester United ra sân với hệ thống 4-3-2-1. Marcus Rashford đảm nhận vai trò trung phong, còn Bruno Fernandes cùng Alejandro Garnacho đá ngay bên dưới. Bộ ba cầu thủ ở trung tuyến gồm Kobbie Mainoo, Casemiro, Scott McTominay. Cặp trung vệ của quỷ đỏ trận này là Raphael Varane và Jonny Evans. Siêu phẩm của Rashford vào lưới Man City. Với lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình vượt trội, Man City nhanh chóng làm chủ cuộc chơi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Màn xanh dồn ép Manchester United phải lùi sâu phòng ngự bên phần sân nhà. Song bất ngờ đã xảy ra khi chính quỷ đỏ mới là đội có được bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 8, từ pha phất bóng dài của thủ thành Andre Onana, Fernandes xử lý bước một chuẩn xác rồi chuyền trả ngược để Rashford băng lên tung cú sút một chạm bằng chân phải từ cự ly gần 30m tung nóc lưới Man City. Một siêu phẩm của tiền đạo người Anh khiến cả cầu trường Etihad gần như câm lặng. Pha bỏ lỡ khó tin của Haaland. Bị dội gáo nước lạnh, Manchester United đẩy cao đội hình và gần như bóp nghẹt Manchester United. Đội khách cũng chỉ còn biết đổ bê tông trước cầu môn của Onana, đồng thời chực chờ cơ hội phản công. Man City không phải thiếu cơ hội, nhưng sự xuất sắc của Onana đã khước từ họ. Trong đó có hai pha dứt điểm của Foden. Thậm chí, Manchester United đáng lẽ đã có thể dẫn Man City với cách biệt hai bàn nếu Rashford không bỏ lỡ hai tình huống ngon ăn. Nổi bật là cú sút hụt ở phút 24. Theo thời gian, Man City giống như đang đá tập khi không cho Manchester United cơ hội cầm bóng. Dù vậy, hàng thủ kiên cường, kiếm kẻ cộng thêm một Onana thăng hoa trong khung gỗ đã giúp Manchester United đứng vững. Bàn gỡ hòa đẹp mắt của Foden. Khi đồng hồ điểm phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Man City sở hữu cơ hội vàng gỡ hòa nhưng ở cự ly chỉ chừng 3m và trước mặt là cầu môn bỏ trống. Haaland lại đệm bóng lên trời khó tin sau cú đánh đầu dọn cổ của Foden khiến mọi thứ trôi qua. Nhìn chung, Manchester United đã trải qua 45 phút đầu ấn tượng. Sang hiệp 2, Man City tạo ra sức ép nghẹt thở về cầu môn Manchester United và điều gì phải đến cuối cùng cũng đến. Phút 56, nhận bóng từ Rodri. Foden chạy cắt vào trung lộ rồi tung cú đá uy lực bằng chân trái đưa bóng đi thẳng vào góc cao. Onana dù bay người hết cỡ xong cũng không thể cứu thua cho Manchester United. Haaland kết liễu Manchester United. Ở quãng thời gian sau đó, bóng chỉ đang lăn ở 1/3 cuối sân Manchester United khi Man City áp đảo hoàn toàn. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội chủ nhà cuối cùng cũng đã được đền đáp ở phút 80. Khi Foden thoải mái phối hợp với Julian Alvarez rồi xâm nhập vòng cấm tung cú đá chéo góc đánh bại Onana nâng tỷ số lên 2-1. Đến phút 91, Haaland ấn định chiến thắng ngược dòng 3-1 cho Man City bằng cú sửa lòng chuẩn xác. Như vậy, rốt cuộc đã không có bất ngờ nào xảy ra tại Etihad. Chiến thắng trước Manchester United giúp Man City tiếp tục đứng nhì bảng Premier League 2023-24 với một điểm ít hơn đội dẫn đầu là Liverpool, 62 vs 63. Trong khi đó, Manchester United xếp thứ 6 với 44 điểm và giấc mơ dự Champions League mùa tới thực sự mơ hồ với quỷ đỏ. Đội hình thi đấu: Man City, Ederson, Walker, Diaz, Stoner, Eker, Silva, Rodri, De Bruyne, Doku, Alvarez 59, Haaland, Foden, Bob 97. Manchester United, Onana, Dalot, Varane, Lindelof, Evan, Kambwala 69, K.
Casemiro, Menono, Amabat 82, McTominay, Fernandes, Garnacho, Foden 82, Rashford, Anthony 75.